Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Bữa giờ đi chơi coi thú nhiều, hôm nay sẽ coi cây ha. Mời các bạn vô tham quan ha. Chữa lành bằng âm nhạc. Chuông đó, một cái nốt nhạc có tần số. Cái chuông này là không phải gõ mà là nhà đó. Điện gì đó các bạn, nhẹ 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 nó vô xong luôn, hay quá ha. Ồ, cảm giác giống như có một cái dòng điện đó, tê tê nhẹ, hơi đụng thiệt. Nếu mà mình đụng vô là nó cũng tê luôn, tê luôn á. Tụi em áp dụng trong nông trại của tụi em rất là thành công, mình ra tụi em mới đem cái này ra tụi em thương mại cho cái cây nó nghe, để nó mở cái lỗ khí khổng á, cái lỗ stomata là cái lỗ giống như lỗ chân lông của mình. Thì lúc đó khi mà cái cây nó mở cái lỗ lá ra cái mình tưới. Tưới phân vô là cái cây nó ăn hết cái phân. Nó ngấm được. Thu hoạch được tốt không? Thì anh phải cho em rồi anh sẽ thấy nó khác liền. 300 củ. 300 củ à? Dạ. Chắc được chứ anh. Cây này 300 củ. Đúng rồi. Được. Quá được. Trắng hơn ngọc trinh. Cây này lem miếng. Là chủ nhân của cái cây này. Hello em. Là tụi em sẽ hữu phấn trực tiếp ở cây bố với cây mẹ. Thì tỷ lệ nó là 1 trên 1.000. 1 trên 1.000. Đây là cây mẹ với cây bố mà lai ra nè. Một bạn nữ rất là giỏi ha, rất là nhiều đam mê. Chúc mừng em rất là nhiều luôn. Một cô gái rất là cá tính ha. Mới tính về khoe với các bạn là có cái hộp kết hợp giữa kiển lá với lại thủy sinh con cá demo nữa nè. Nó cần có lúc ẩm lúc khô, chứ còn ẩm liên tục kiểu này là nó dễ bị phổi lắm. Đây là cái giá này nó chỉ áp dụng cho 2 ngày bán tại cái event này thôi. Cái thì đều có show ở trên đây luôn. Dạ. 6 lá, đơn vị tính bằng lá, coi như là những lá 50 củ. Nó hoàn hảo, một cái cây hoàn hảo nó rất là khó. Và khả năng đề kháng với sâu bệnh của nó cũng khó hơn. Để giá trên đó luôn, để chúng ta tham quan và chúng ta có thể tham khảo giá luôn. Cái ngọn chỗ nào nó có rễ nè, như thế này nó đầu nó ra mấy rễ con con nè. Xung quanh nhà nó có lá nhiều lắm nhưng mà không có màu sáng vậy, lật không. Đây giống như là một cái bức tranh mà sử dụng nhiều cái loại rêu khác nhau. Chúng ta cả hình dung nó giống như là một cái được từ flycam vậy đó các bạn. Thì chúng ta không cần phải tưới, chỉ là phun sương để tạo hướng nó thôi. À. Dạ. Là trang trí bàn làm việc với lại giao tường. Ồ, đẹp dạ. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, bữa giờ đi chơi coi thú nhiều mà hôm nay sẽ coi cây ha. Hôm nay mình tới một cái triển lãm của mê lá rất là đẹp luôn. Mời các bạn vô tham quan ha. Đây là cái show kiển mê lá này được tổ chức ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ở quận 3. Rất là đông luôn, rất là mát mẻ luôn. Thì mặc dù là bộ môn mê lá này mới du nhập vô Việt Nam mình một thời gian ngắn thôi, nhưng mà phát triển rất là bùng nổ, rất là mạnh mẽ luôn. Bởi vì các yếu tố của nó là nó rất là đẹp, rất là lạ, và nó dễ chơi, ai cũng có thể chơi được. Thì bằng chứng là chúng ta thấy là chỉ trong thời gian ngắn mà các nhà vườn đều có thể tổ chức được một cái buổi show rất là đẹp, hoành tráng như thế này luôn. Và rất là đông ha. Mình sẽ đi vòng vòng chơi, tại mình cũng không rành cái này lắm. Mình sẽ tìm những anh em mà chuyên về cái vòng này sẽ chia sẻ thông tin cho mình ha. Rất là đông luôn, kiếm đường đi. Ok. Lát anh quay lại. Đây là những cái cây ổ rồng ha. Đi coi mấy cái show này nhiều khi chúng ta sẽ gặp những cây bên trên ta chưa gặp bên ngoài bao giờ luôn. Nếu mà ai mà muốn có một cái không gian xanh ở trong nhà đó, có thể decor theo phong cách này ha, rất là sang trọng luôn. Những cái cây mà kiển lá này á, thường thì cái lá nó to mà nó không có cần nhiều ánh nắng, có thể kết hợp ở trong nhà rất là tốt. Vườn của cáo chuyên về mấy cái ổ rồng. Ở đây có những cái này gọi là gì, tên là gì, phong chuông gió hả? Này gọi là chuông gió. Chuông gió rất là lớn. Này gian hàng của em hả em? À, được. Em cũng biết qua anh coi trên YouTube rồi đó. Em phụ đây hả?
Em có thể chia sẻ thông tin mấy cái sản phẩm của mình không? Được rồi. Mấy con kia của anh Nam Ngô. Em chia sẻ cho anh mấy cái sản phẩm này của anh em được không? Cái mà em đang xây xây là cái gì vậy ta? Cái này là cái chuông đá. Chuông đá. Chuông đá này là dùng để cho người ta thiền. À, dùng cho những cái nhà chữa lành bằng âm nhạc. Đó. Thì cái này là một cái bát chuông đó, một cái nốt nhạc có tần số. Rồi sáu cái bát này nó hình thành một cái hợp âm. À, nó là phải một bộ sáu bát nó ra một cái hợp âm. Đúng rồi. Em có thể biểu diễn sơ sơ cho anh coi cho. Okay. Phát tiếng nó như thế nào ta? Là mình chà nó, mình chà nó. À, mình chỉ cần chà chứ không phải là gõ hả? Chà. Cái chuông này là không phải gõ mà là chà nó. Đây nhiều âm thanh quá không có nghe được. Không có nghe được cái này, nếu mà gọi là thiền thì chắc phải là nó yên tĩnh nha. Tĩnh tâm mình sẽ nghe được cái tiếng nó ngân vang. Đúng rồi. Nó ngân rất là lâu, anh để tay gần thì anh sẽ thấy nó rung. Đúng rồi, đúng rồi. Cái rung đó là nó vô người mình á. Y như có một cái điện gì đó các bạn. Nhẹ 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 nó vô xong luôn, hay quá ha. Cái chất liệu cái đá này bằng cái gì em? Nó là bột đá này, bột đá giống cái bột người ta làm tượng Phật á. À. Ồ, cảm giác giống như có một cái dòng điện nó tê tê nhẹ, ôi đụng thiệt. Nếu mà mình đụng vô là nó cũng tê luôn. Tê luôn á. Tê luôn. Ôi. Em thử không? Ồ hay quá ta. Nó ra được cái tần số hay quá. Còn cái này là những cái bộ phong gió hả em? Phong linh. Phong linh hả? Chuông gió. À, chuông gió phong linh. Chuông gió này á là hệ thống chuông gió này là nhạc thiền. Nhưng mà cái này em khai thác cái lĩnh vực là farm minh là trồng trọt. À. Là những cái chuông này là nó kích hoạt cho cái cây nó phát triển mạnh mẽ hơn và nó làm cho cái cây nó khỏe hơn. Đó. Thì cái cây mà anh để cái chuông gió là cái sức sống nó sẽ mạnh mẽ nó, tại vì cái cây nó hạnh phúc á. À happy happy. Happy nó sẽ phát triển rất là tốt trong cái dòng đời của nó. Tuyệt vời quá. Nếu mà anh không có tưới nó, ví dụ như cây bình thường nó 3 ngày nó chết đi thì cái cây này phải 7 ngày. Đó, cái thời gian nó dẻo dai hơn mà. Thì tụi em áp dụng trong nông trại của tụi em rất là thành công, mình ra tụi em mới đem cái này ra tụi em thương mại. Rồi đó là cái hệ thống, những cái chuông này là dành cho trang trại. Những cái hợp âm này là cái cây nó nghe nó rất là thích. Thì đó, qua đó là nó sẽ phát triển, nó giống như là người ta cho con bò cô bê nghe nhạc. À, giống như mình nhật cho con bò cô bê nghe nhạc giao hưởng luôn. Mình dùng hệ thống chuông này là chuông tiếng mộng mà, nó rất là hay. Để cho cây nó nghe hàng ngày. Đó. Hay quá ha. Ồ, cái này con người nghe nó cũng thư giãn nữa. Đúng rồi, thì cái này là cái chuông gió để người ta thiền mà. À. Nghe để chữa lành, để thoải mái. À, là cái chuông này nó rất là nổi tiếng. Ồ. Nhưng mà ít người biết. Đúng rồi. Không, anh cũng có mua nhưng mà mấy cái nhỏ nhỏ treo chơi thôi. Cái này nó khác hả? Nó là cái chuông có tính nhạc, nó khác. Thì mỗi chuông nó phải là một nốt nhạc và một cái hợp âm nó được sắp xếp tổ chức như thế nào. Nó có cái hình thì nó là giống như hình chuông gió nhưng mà cái ý ở trong nó rất là quan trọng. Nội dung bên trong nó khác nhau. Nó khác hoàn toàn. Còn cái hình thức kết cấu bên ngoài thì nó giống luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gian hồi cây bên này của em luôn hả? Không không, cây bên đó là của người ta. Người ta. Cây, chứ không phải của mình. Mình thì mình có nhà vườn và mình nhà vườn có, mình có nhà vườn, có ổ rồng của em bự lắm, rất bự. Nè, ổ rồng của tụi em đem ra luôn nè. À. Nhưng mà mấy cái này đem ra nói chung cái này là chính đúng không? Cái này là chính. Đúng rồi, đem ra để trang trí rồi. Hệ thống loa này đem ra loa trang trại đem ra giới thiệu là chính. À. Nhưng mà người ta đòi nghe chuông nhiều quá. Cái loa này á là để phát cho cái cây nó nghe mỗi buổi sáng để nó mở cái lỗ khí khổng á, cái lỗ stomata là cái lỗ giống như lỗ chân lông của mình. Thì lúc đó cái khi mà cái cây nó mở cái lỗ lá ra cái mình tưới. Tưới phân vô là cái cây nó ăn hết cái phân. À, nó ngấm được. Nó ngấm hết và cái phân đó là cái phân đạm amino acid phân cá. Thì nó sẽ làm cho cái cây phát triển vượt bậc. Cái năng suất của nó 6-7 lần. Mà nó không, mình không có xài phân hóa học. Cái này cái canh bán này nó không, nó hạn chế hoàn toàn không có phân hóa học. Đúng rồi. Organic luôn. Hơn cả organic nữa. Hơn cả organic luôn. Tại vì organic này người ta làm là người ta chỉ có vi sinh thôi, còn mình là cấy điện cấy nhạc cho cây. Đạm này là đạm điện, đạm nhạc. Đạm điện á là để ý là khi mà trời mưa là cái sấm sét nó giải phóng cái đạm điện á, là nó khí nitơ, đạm nitơ nó làm cho cái cây á nó phát triển vượt bậc, cứ trời mưa xong là cái cây nó lớn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì cái mình cấy những cái antenna này vô để cho cái cây nó thu hút cái đạm điện đó, thì cái qua đó mà cái cây của mình nó lớn vượt bậc lên. Thì những cái phương pháp này chưa có ai làm ở Việt Nam hết. Mình là một trong những cái farm, cái vườn đầu tiên mình làm. Quá hay luôn em ơi, tuyệt vời luôn. Nghe em nói cũng thấy sướng nữa. Đúng rồi. Bây giờ trồng trọt chăn nuôi rồi là bạn là áp dụng gọi là khoa học công nghệ vô rất là sâu luôn ha. Thì rõ ràng là nãy em tin gì ta? Đức.
à, Đức Đức có chia sẻ mình mới thấy rõ ràng là các bạn thấy sau khi cơn mưa là cỏ dại đồng mọc lên rất là mạnh mẽ luôn, đó là do cái điện năng đạm điện ở trong trời mưa nó giải phóng ra giúp nở cái chân mấy cái mô mạch ở trên lá ra. Cái lỗ lá là mình thấy cái nhạc tần số khác hay có hai hệ thống, cái hệ thống là để cái điện và một cái hệ thống là cái nhạc. Cái nhạc là mình cho cây nghe nhạc và dùng nhạc tần số để mở cái lỗ lá. Còn cái điện á là để cho cái cây nó hấp thụ thêm cái đạm điện trong không khí và nó tăng cái sức sinh trưởng và cái sức khỏe của nó để cho nó chịu được sâu bệnh nữa. Còn cái nhạc nó làm cho cái cây nó hạnh phúc và nó sống phát triển tuyệt đối trong cái dòng đời của nó. Bây giờ anh cho nó ăn nhiều nhưng mà nó không hạnh phúc, nó ăn không nổi. Nó cũng giống như người vậy thôi. Đúng rồi. Không hấp thụ được. Quá hay luôn. Cái cây này nó là dạng vật hữu linh, nó có tình cảm trong nó. Có cái ông người Nhật ổng nuôi cái cây táo, ổng chỉ nói chuyện với cây táo thôi mà cái cây táo của ổng là nó vô cùng sai trái. Ổng thương coi cái cây táo như con của ổng. Thì cái tình thương yêu đó là một cái loại năng lượng rất là mạnh. Nó vô hình hay luôn. Giống như sóng wifi nó là một cái loại vô hình nhưng mà mình biết nó có đó. Thì những cái đạm điện là có xung quanh lúc nào nó cũng có nhưng mà mình phải có cách mình thu hoạch được nó. Quá hay luôn em, nhà vườn em đi những cái bước đi mà trước người ta vậy là quá hay luôn. Tại vì cái này là mình làm nghiên cứu. Mình nghiên cứu và mình hiện thực nó đã thành công rồi. Cái vườn của mình là nó ở một cái vị trí là vô cùng khó khăn, không có điện, không có nước. Tại vì phải lấy nước sông tưới là mùa khô là nó mặn là mình phải lọc nước. Rồi điện không có thì phải solar, xài điện mặt trời. Mình vượt qua những cái khó khăn đó thành ra là đúc kết được một cái hệ thống mà trồng trọt off grid, là độc lập với lại hệ thống điện lưới ở những cái khu mà dừng sâu hay là những cái nơi mà nó không có điện nước gì đó, thì mình áp dụng những cái trang trại đó là đều rất là thành công. Thì cái này là cái này nó là cái phương pháp mà mình nghĩ trong tương lai người ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Ở những cái trang trại sâu xa mà nó chưa có điện lưới là một, và những cái trang trại mà người ta canh tác hóa học bây giờ mà người ta muốn có năng suất cao bằng cái cách hữu cơ, là bằng cái phương pháp trồng trọt thuận tự nhiên đó, thì người ta phải sử dụng những cái này thôi. Chứ còn nếu mà người ta trồng thuận tự nhiên thì chỉ có chờ xanh cỏ cũng không có gì ăn. Tại vì không có cái gì kích thích cho cái cây nó đầy đủ để mà nó phát triển được. Thì rất nhiều người trồng thuận tự nhiên nhưng mà năng suất của người ta rất là kém. Thì cái đó người ta không có giải quyết được cái bài toán đó. Mình giải quyết được cái bài toán đó. Quá hay luôn. Cải thiện được. Em với lại có một cái này mà anh đọc trên mạng thôi. Thì anh không biết đúng hay sai, sẵn nhờ em giải thích giùm anh. Ví dụ người ta nói cái phong linh này là nó thu hút ma quỷ. Cái đó thông tin trên mạng thôi nha, anh không biết nên nhờ em rạch mấy này em có thể giải thích. Trong truyền thống là Furin, phong linh á, ngày xưa người ta gọi là phong linh tại vì phong là gió, linh là cái một con gió nó có linh, giống như linh tính, linh cảm của mình hay là tâm linh đó. Là ngày xưa ở Nhật hay là ở những cái vùng quê á, người ta dùng những cái tiếng lập cập lớp cớp, hoặc là cái chuông của Nhật là chuông Furin á, là khi một cái người đã mất á, người ta treo cái chuông đó, người viết cái tờ giấy cho cái người đó gửi nó đi. Giống như là gọi hồn cho người đó. Thì từ những cái văn hóa đó, thì văn hóa của Nhật Bản nó cũng là văn hóa Á Đông của mình, nó cũng liên quan. Thì ngày xưa cũng có thể là Việt Nam mình là cũng sử dụng cái văn hóa đó, thành ra nó ăn sâu vô trong tiềm thức hay là cho người ta, là người ta ghi ra như vậy đó. Nhưng mà thực chất không phải vậy, tùy cái loại vật liệu. Ở đây cái chuông gió này là nó bằng kim loại, kim khí thì nó lại khắc với lại những cái năng lượng âm. Thành ra là những cái nhạc này nó kích hoạt cái sự tích cực. Rất nhiều nơi treo cái chuông này lên là chỗ đó cái địa thế nó khác liền, cái sinh khí đó liền. Bằng chứng là nhà vườn người ta treo á, là cây của người ta bự, vô cùng bự, phát triển tuyệt đối. Mà cái cây nó vậy thì cái con người nó cũng sẽ thay đổi từ từ. Quá hay luôn đó. Thì đó là tại vì tụi em có rất nhiều chuông dành cho rất nhiều tần số khác nhau, dành cho nhiều người khác nhau. Tại mỗi người mình giống nhau cái chỗ là mình hoàn toàn khác nhau. Em với anh đâu có thở giống nhau đâu, đúng rồi. Mập ốm to lùn khác nhau đó, thành ra là mỗi người ta một tần số, người ta sẽ có cái nhạc riêng của người ta. Mình chỉ sai khi mà mình bắt chước người ta mà mình không hiểu biết gì. Cái lựa chọn cái chuông đó là tùy theo cái nhu cầu của cái người khách đó. Đúng rồi. Thì khi mà người ta cảm thấy đây cái chuông này là chủ về tâm bệnh, nhạc là dành cho cái tâm hồn đó. Anh buồn anh đi nghe nhạc, anh vui anh cũng kiếm nhạc. Cái nhạc rõ ràng nó là một cái thức ăn, nhưng mà mình không ăn bằng miệng, mình ăn bằng cái cảm xúc của mình. Đó. Thì khi mà người ta có cảm xúc tiêu cực, người ta buồn, người ta bực, người ta mệt, người ta sẽ kiếm một cái
cái loại nhạc nào nghe để cho người ta khỏe mạnh lại. Thì từ xa xưa là nhạc chuông ở trong nhà thờ với lại chùa là những cái nơi chữa lành tâm linh, là người ta vô trong đó người ta nghe người ta cảm giác khỏe mạnh, thư thái liền, thư thái, người ta buông bỏ được. Chính vì người ta buông bỏ được thì người ta sẽ khỏe mạnh được. Ta phải từ bỏ cái những cái gây ra bệnh tật khổ đau cho mình thì người ta mới khỏe mạnh trở lại được. Quá hay luôn các bạn. Anh cũng gọi là có hứng thú với những cái chủ đề này. Tại vì bên mình là chuyên về chữa lành ít dùng thuốc tây nhất. Đó. Mình vừa dùng những cái liệu pháp tự nhiên. Liệu pháp tự nhiên thì nó nhiều lắm, rất nhiều thảo mộc rồi khí công, yoga, thực dưỡng, đủ thứ hết, rất nhiều thứ. Thì cái nào mà mình cho là nó có khả năng nhất mình sẽ hiện thực. Mà nó đã có những người khác người ta đã áp dụng rồi, tôi sẽ lựa chọn để thử nghiệm, nếu mà được thì mới áp dụng. Tại vì nhiều khi người ta nói có mà mình làm mình thấy không có là mình không áp dụng được. Anh có một cái trang trại cũng chăn nuôi bét này, treo lên không biết gọi là mùa màng rồi thu hoạch đồ tốt không, thì anh phải treo rồi anh sẽ thấy nó khác liền. Bây giờ em nói là nó tốt quá, tốt quá, thì cái đó là mình nói để khiến người ta thuyết phục người ta mua. Không có, cái này tùy duyên, chuông là tùy duyên, chứ không có áp đặt, không ép ai hết. Thì anh thấy nó tốt, anh cảm nhận, anh nghe anh thấy nó tốt thì anh đem về cái nơi anh ở, nó làm cho xung quanh nó tốt vậy. Thì quá, cho anh mượn cái bảng giá chứ. Ok. Đây các bạn, đây là cái bảng giá của bảng giá bên này là cho hội chợ. Ví dụ có trong gian cái farm của anh nó khoảng 1.300 m² rồi, xài cái chuông kích thước cỡ nào ta? Anh có thể xài một hoặc nhiều chuông mình kết hợp lại với nhau, nó sẽ thành một cái dàn giao hưởng. Đánh cái độc đáo của cái chuông này á, là một chuông thì nó đã hay rồi, nhưng mà anh kết hợp nhiều chuông lại nó giống như một ban nhạc vậy đó. Là có ông đánh bass, có ông đánh guitar bass, guitar điện, guitar thùng, có ông đánh piano, keyboard, thì nó sẽ có nhiều cái màu sắc âm thanh, nhiều cái tần số trầm bổng khác nhau, thì nó làm thành một cái dàn nhạc, nó cái sức cộng hưởng nó mạnh hơn. Thì nó sẽ có hiệu ứng tốt hơn. Hoặc là anh sử dụng loa hay là anh sử dụng chuông gì đều được hết, cái nào cũng tốt, tại vì tất cả những cái này là dành cho trang trại, chăn nuôi. Chẳng loa làm sao, ví dụ như gắn cái này gắn loa đâu, loa này là anh để bốn góc vườn anh, nó sẽ hình thành giống như là một cái surround system vậy đó, một cái giống như mình đi coi chiếu phim vậy đó. Surround nhạc sẽ là trong này nó có âm thanh nó phát ra thôi. Tí nữa em sẽ mở cho anh nghe. Cái nhạc này là nhạc giao hưởng mà nó có tần số, nó trộn tần số của tiếng chim, tiếng dế rồi vô. Thì cái cây nó chỉ ra hoa kết trái khi là nó cảm thấy cái bầu không khí xung quanh của nó đất lành chim đậu. Nó phải an toàn, nó phải hạnh phúc. Nó nghe cái tiếng chim, tại vì có những cái con chim nó hót là báo hiệu mùa màng sung túc tới. Giờ anh bẫy mất con chim đó rồi, là anh xịt cỏ, anh xịt cào cào, cái vườn của anh không có cái con gì lấy gì con chim nó ăn, nó lại nó hót cho anh nghe. Đó, thì mình cái này là mình giả lập thôi đó. Nhưng mà cái giả lập này nó cũng gần như là chân thật, để cái loa mình đóng ra nó phải tạo ra cái độ chân thật để cho nó thu hút chim, mà nó làm cho thu hút cho cái cây nó hạnh phúc để nó phát triển. Quá hay không, tuyệt vời luôn. Cho anh cái này anh lấy được mà đúng không? Để anh lấy anh nghiên cứu rồi cái gì anh quay lại. Cảm ơn rất nhiều về những chia sẻ nha, hay quá. Ok. Tuyệt vời luôn. Ôi, chào anh. Mà không biết em có chuyện ổn đây hả? Chào anh Đạt. Cho anh cảm ơn nha. Rất là hay luôn các bạn. 300 triệu chưa? Bắt đầu. Bên kia kìa. Vừa nghe Đức chia sẻ về những cái thông tin về những cái liệu pháp để chữa lành tâm hồn thì rất là hay luôn ha. Mà cái tiếng có nghe rất là thanh. Ở đây có đầy đủ tất cả những cái gian hàng về chất trồng nè, phân bón sơ dừa luôn. Hello em. Ở đây là có mua bán luôn nha các bạn. Có cả một cái quầy hàng của người nước ngoài qua đây, Ecuador hay gì đó đúng không? Không biết nữa. Tất cả đầy đủ những cái vật tư cho cái việc trồng trọt chuyển lá luôn, từ những cái chậu nè, những cái này là để các bạn chiết nè, màu chiết cành.
chiếc cành kẹp này vô để cho rễ nó sẽ ra trong này. Thường thường gọi là mình làm á, mình làm chơi thì mình lấy bịch ni lông mình quấn thôi, mình dùng cái cạnh này mình cắt ra, mình lột cái lớp da ra xong mình bọc cái sơ dừa lại bằng bao ni lông thôi ha, để gọi là chiếc bầu. Còn đây là những cái mà nó có cái khung sẵn để nhồi vô trong. Này có những cái keo liền sẹo, keo chiếc cành. Ơ chết cha rồi, hồi nãy cái mịch đồ bỏ quên rồi keo luôn rồi. Bậy luôn. Hello anh. Dạ. Anh có chơi kiển lá không hay đi tham quan thôi? Em là ma rồi. Hả? Cũng ma rồi. Cũng ma rồi hả? Lên hình luôn là biết. Rất là đông luôn. À, vô đây kiển lá chơi nhưng mà gặp rất là nhiều anh em trong các sinh vật cảnh khác ha, gặp nhau rất là vui. Thì hôm nay cũng vô tình thôi, mình đi coi show thôi, nhưng mà gặp mấy anh em cũng có quà tặng. Đây là một món quà được một bạn tặng ha. Ờ cái khăn này là như cái khăn đa năng á, chùm đầu cũng được, thì làm khẩu trang gì cũng được hết trơn á, rất là đẹp luôn. Thêm món quà này nữa, hôm nay sinh nhật nhiều quà quá. Ok, đi tham quan tiếp các bạn ha. Đây những cái kiển lá các bạn thấy rất là đẹp, để mình đi kiếm mấy anh em mà gành bên kiển lá, anh em chia sẻ thông tin. Cái show kiển lá này các bạn là nó tổ chức 2 ngày, ngày hôm qua với ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày cuối rồi, cho nên là mà sợ cái này nó lên clip là nó xong mất tiêu rồi. tính nói là ai ở gần thì tranh thủ đi coi, nhưng mà đợi cái clip này lên là show này nó xong mất tiêu rồi. Cái này là để quấn bầu trồng cây để dưới đất nè các bạn. Ngày xưa thì mình dùng tôn đồ này nọ, hoặc là mấy cái bằng mây á, mình dằn á thì cái tuổi thọ nó có cao, mấy tháng là hư rồi. Thì sau này có những cái vật liệu như thế này để chúng ta dằn cây trồng dưới đất rất là ok luôn. Những cái lỗ này nó thoáng khí, nó giúp cho không khí ánh nắng rồi nó vô, rễ bên trong nó sẽ phát triển tốt hơn, đồng thời là nó cũng thoát nước tốt hơn nữa. Sau này có những cái này rất là tiện luôn. Đây những cái chậu mini, những cái củ rất là đẹp. Như củ này là củ gì ta? Củ bình bát phải không? Củ này củ gì em? À, củ bình vôi. Củ bình vôi lên những cái lá ha. Tất cả những cái giống cây, những cái phụ kiện, vật tư liên quan tới ngành kiển lá đều được showroom trưng bày ở đây rất là đẹp luôn. Và bán cả những cái sản phẩm liên quan, ví dụ như đây là cái gói kê đầu hay là cái gì ôm nè, hình cái lá đẹp, túi. Đây, những cây va đột biến á, 2-3 màu á. Đây vừa thấy người quen đây. Hello em ơi, quầy này của mình hả? Quầy này của mấy anh em luôn hả? Dạ của ông anh em. Đâu giới thiệu anh ơi, này anh bí lù luôn rồi. Cây này của em lên trưng bày hả? Đúng rồi, cây này là dòng gì em? Dòng Arthurium. Arthurium tên gọi là Riale. Cái lá nó vậy ha. Dạ. Cái lá này ở rừng Nam Mỹ. Cái lá này upside có thể bự tới 1 mét á. 1 mét? Bự. Wow. Bự lắm á. Cái này thuộc cái lá lớn nhất này em có thể chầm luôn á hả? Dạ đúng rồi, cái này là nó còn bự nữa. Cái lá này nếu mà cái lá sâu nó ra nữa là nó sẽ bự hơn á, nếu mà môi trường tốt. Nhưng mà cỡ mấy năm thì nó được vậy em? Dạ cái này em nghĩ phải lâu á. Cỡ
Nếu mà trồng môi trường ok đó, phải có mất 2 năm rưỡi. Thì trồng cái kiển lá này có cần lưu ý gì không em? Dạ lưu ý thì mình che, lúc nào cũng trên đầu che cái lớp lưới lan. À, coi như là cho có nắng trực tiếp. Đúng rồi, cho nó đỡ nắng trực tiếp với lại mưa là ok. Chứ nó cần che cái lớp lưới lan đó chơi là ok. Còn vấn đề mà chăm sóc phân bón đồ nó có quan trọng trong cái bộ môn kiển lá, chơi kiển lá thì điều gì cần lưu ý ta? Dạ cũng quan trọng lắm anh. Cần lưu ý là mình kiểm tra cái lá có sâu bệnh hay không, có nhện rồi hay không. Đây như thế này là bị úa hả? Dạ như cái này là kiểu cái lá nó ra quá lâu rồi đó, nó sẽ bị cháy một vài phút thôi. Cái này là sẽ bị theo tự nhiên nó bị, chứ không phải là bị sâu gì hết. Coi như nó già, nó gần rụng rồi đó. Nó sẽ bị vàng vàng, úa úa thôi. Còn cái lá này là nguyên. Anh nghe nói bộ môn kiển lá này người ta tính tiền bằng lá, đếm lá tính tiền hả? Đúng rồi, đếm lá tính tiền. Ví dụ như cây này khoảng nhiêu ta? Cây này em nghĩ nếu bây giờ chắc phải có 8 triệu á. 8 triệu, 9 triệu. 8 triệu, 9 triệu là 2 lá. Là đúng rồi, là 2 lá. Với lại cái lá size bự nó sẽ cao hơn. Mà từng cái đường gân lên trong này nó như vậy, nó giống như những cái mạch máu vậy ha. Đúng sáng rồi. Lên rất là đẹp luôn. Cái này nó cái cây này nó giá trị là nhờ những cái đường gân nó dày á, nó hiện lên rõ hơn. Rõ hơn là những cái loại khác, những cái giống khác thì nó cũng có gân nhưng mà nó mềm. Còn cái này gân thì nó sáng lắm mà camera nhìn vô nó sẽ hiện lên đó. Nó mắt là kiểu giá trị nó đẹp ở chỗ đó. Cái này. Bộ môn kiển lá này vô Việt Nam mình chắc cũng chưa lâu mà hả ta? Lâu lắm rồi anh. Mấy năm rồi ta? Em không biết nữa mà em thấy mới có người chơi từ 2015-16 rồi. Ồ vậy là lâu lắm rồi. Lâu rồi. Lâu rồi. Anh tưởng. Nhưng mà thời gian gần đây nó mới có những cái dòng va đột biến đúng không? Hồi lúc trước có rồi nhưng mà chưa người ta chưa có thịnh nhiều thôi. Mắc quá. Lúc trước rẻ hơn. Lúc rẻ. Hồi đó là rẻ hơn. Rồi bây giờ mới là giữa cách đây một năm rồi bắt đầu nó lên mắc, rồi bây giờ nó giảm xuống tiếp rồi. Nhưng mà mới ban đầu thì rất là rẻ. Quá đẹp luôn. Đây là bạn Tân hả? Bạn Tân Huỳnh cũng là chơi bò sát ngày xưa. Đó là anh em có rất là nhiều điểm chung, chơi nhau nhiều môn lắm. Ok, thank you Tân. Dạ. Để đi vòng vòng chơi tiếp. Dạ. Cảm ơn. Còn cái này là cái gì, củ gì em? Cái này là cây giống khoai Mỹ vậy? Không, cái này là cây kim ngân. Kim ngân hả? Kim ngân là mấy cây phát tài người ta hay trồng á. Đúng rồi. Cái này là kim ngân, nó va, nó có va cho nên nó trắng hết cả cây. Cái này cũng hiếm lắm. Hiếm chứ. Ủa sao mấy cái lá bên này nó còn xanh? Thì nó ra hơn xui đó Nam. Giống như cái này, cái lá non nó mới màu xanh nè. Nhưng mà cái lá vừa rồi là trắng. Nó hơn xui. Nó có khi nó ra cái lá nửa xanh nửa trắng luôn. Ồ vậy mới đẹp nè. Nhiều khi anh nghĩ là nửa này nửa kia nó mới ấn tượng hơn. Em thích vậy hơn, em thích nửa này nửa kia. Ồ. Cân bằng cuộc sống á. Ừ đúng rồi. Xanh quá lâu lâu phải cho trắng một cái chứ. Ôi quá đẹp. Không biết khi nào mà cái những cái bộ môn về thú mới có cơ hội được vô những cái showroom như vậy ha. Rất là sướng luôn. Biết bây giờ nằm mơ tiếp thôi. Nằm mơ coi chừng nào mới được. Ok, cho anh mượn cái này cái anh đi vòng vòng phỏng vấn mọi người cái thank you em. Cái bye mấy anh em nha. Ồ quá đẹp. Ê, cho, giới thiệu anh cây này với. Cái này đẹp quá. Cái này cái gì? Cái này gọi là cây hạt. Hạt, cái hạt nhưng mà nó là đột biến, này gọi là hạt va. Một cái cây như vậy hiện thời là mắc lắm. Giá trị em cũng không biết tầm bao nhiêu nữa. Mà chủ này là tùy theo giá của cái chủ cái cây này bán thôi. Chứ nó không có định được giá được nữa. Tại nó đẹp. Đồ chơi mà, dạng đồ chơi sưu tầm mà. Dạ, chứ là nó quá to rồi anh. Nó bự lắm rồi. Đẹp. Cái màu lá thì nó vàng xanh và có những chỗ lem. Nhưng mà cái cây này đặc biệt là cái thân nó màu cam cũng đẹp. Đúng rồi. Mắc tiền là mấy chỗ này. Mấy chỗ đó nhìn nó cũng đẹp nữa. Nắng chiếu vô đẹp lắm. Ở nhà em cũng còn một vườn. Dạ đúng rồi. Khoảng bao nhiêu mét vuông ta? Khoảng cỡ 30 à. 30 mét vuông. Mà anh thấy nó xanh rì rào luôn. Dạ, mát cũng mắc lắm. Bữa nào lên chơi anh. Ok, chắc chắn bữa nào để lên rồi. Dạ. Quá đẹp. Nhà như có mỗi lá là nó một cái kiểu đột biến khác nhau ha các bạn ha. Dạ, đúng rồi. Như cái lá này là vàng khè nguyên lá luôn. Còn những cái phân bố mảng xanh này thì mỗi lá nó cho ra một cái kiểu hình khác nhau. Cho nhìn là không có bị chán mắt. Chán. Mỗi lá nó phê sẽ chỗ kiểu... này. Đây là phê mấy cái đặc điểm ở đây. Đúng rồi. Rất là đẹp. Những lá trong này thì xanh nhiều. Vàng ít. Khi mà cái lá non nó sắp ra là nó sẽ làm ra cái cuốn này trước. Từ từ nó mới mở từ từ mở từ bung, mới ra. Bung ra. Xoáy bung ra. Đây là cái lá non. Môn này cũng rất là hay, rất là hấp dẫn nha các bạn ha. Nhưng mà cũng rất là nhiều kiến thức á. Anh em muốn chơi và muốn làm chủ cuộc chơi, tìm hiểu nó là anh em phải xuyên
phi xuyên đọc tài liệu đồ này nọ đó thứ. Phi xuyên nghiên cứu này nọ. Giá bán ra chung này là 300 củ. 350 hả? 300 củ. 300 củ hả? Dạ. Chắc được chứ anh. Cái này 300 củ đúng rồi. Được hả chứ? Quá được. Cái này mới thấy luôn. Thì 300 nữa. Nhưng mà hồi nãy kêu chủ kêu thôi chắc ai không bán rồi, cái này em để chờ anh. Đẹp quá. Cũng hiếm mà khó. Cái này nó làm cháy luôn đó anh. Đây nè anh. Không cháy. Ồ, miếng xanh luôn anh. Đây. Đó. Đặng cắt không? Đẹp thè luôn. Cây này là trắng hơn ngọc trinh, cây này lem miếng. À, cây này nửa này nửa nọ luôn nè các bạn. Cây này nè, nửa này nửa nọ, nửa bên xanh. Chơi cây người ta gọi là hash, là nửa. Nửa, hash. Đó, phân bổ rất là hay luôn. Mời qua không lẽ lúng nữa, chứ không nào lúng không đó. Lúng đi anh. Anh Huy lúng hết nhiều rồi. Anh Huy hiện giờ lúng chắc cũng phải là hơn 100 rồi đó. Trời ơi. Thần kinh yếu quá, chơi hôm nào lúng hôm đó. À, trồng cây này nó có những cái thùng này đặc dụng, chuyên dụng luôn cho cái trồng luôn hả ta? Dạ đúng rồi, nhưng mà tốt nhất á là mình sẽ chơi những cái chậu gốm sứ. À. Đất nung là nó sẽ giữ ẩm cho đất rễ ở trong luôn. Vậy nó chắc nó cũng mát hơn á. Dạ đúng rồi, nó mát, nó tốt lắm. Bên Thái Lan thì người ta chơi cái đó, trồng trong cái lu rồi á. Còn cái này là nhựa mình để đỡ. Cái này mình để nắng quá, cái nhựa nó không có giữ ẩm ở trong. Nó không có trong khô hết. Cái này sử dụng cái phân gì vậy ta? Cái là phân tan chậm. Có nghĩa là mình bỏ trong đó mình tưới, thì khi mà nó vô nước á, nó nở từ từ, nó bể ra. À. Nó tự bóng cho cây mình. Ồ. Oh. Có nghĩa là cái này nó không có tan liền một lần, nó phí đúng không? Rồi, nó cứ chậm. Mỗi lần mình tưới vô nó rã ra chút đỉnh chút đỉnh. Từ. Khi nào nằm nó mỏng quá nó bể bụp. Nó tan cái phần ra. Mình cũng ổn định lắm, chơi phần này cũng ok. 300 củ. 300 củ mà chủ không muốn bán nha các bạn. Quá đẹp. Đẹp lắm. Ồ, cái này có cái chỗ của mở gen hả? Dạ, chỗ rồi. Này có của anh gì quên đây? Nghĩa. Của bạn Nghĩa. Cũng là quen chung với anh đây luôn, anh Mao rồi luôn. À. Ừ, mấy anh em chơi chung. Dạ. Quá ok luôn. Tuyệt vời. Như Nghĩa có gì trên Đà Lạt á phải không ta? Đúng rồi, anh có mở gen làm cái cabin á. Cabin. Đúng rồi, cabin mở gen. Như kỳ anh ăn có đi cabin mở gen rồi. Cái đó của em anh làm. À, khác rồi. Cái khác nữa. Đó là cái gì? Camel, Camel Cam. Bên mở gen nên chưa có dịp qua, đi bữa nào qua. Dạ. Ok, anh đi tiếp nha, thank you Tân. Lát quay lại. Đẹp quá, mấy cái quầy cà phê nước uống rồi nhìn nó cũng rất là mát con mắt ha, rất là nghệ thuật. Thật sự là trong cái giống cây thì nó có rất là nhiều loại cây. Rồi trong mỗi loại cây nó phân ra nhiều nhánh khác nhau nữa, cho nên là mình phải tìm những cái người nào mà người ta có chuyên môn về cái này, ta giải thích. Đây các bạn, đây cũng là một biến mà này chỉ có một lá vàng, bên kia cũng có mấy lá nữa. Cây rất là to à. Rễ nó cuộn cuộn ở đây luôn. Sang chưa? Quá đẹp luôn. Có những cái lá nó màu tím luôn nè các bạn. Màu đen, tím, hồng hồng. Hello em. Đây là cái dòng Colocasia được Việt Nam mình tự lai tạo ra. Ồ, em đứng đây em giới thiệu giùm anh cái được không? Dạ được luôn. Em quay quay dạ, được của em à. Đây là Colocasia của bạn Phượng. À. Ủa, đứng đâu rồi? Phượng ơi, Phượng. Đây, đây là chủ nhân của cái cây này. À, à, hello em. Bạn Phượng này là người trực tiếp lai tạo ra cái dòng này. Oh. Và nó là một cái dòng rất là hiếm. Oh. Nghĩa là Thái Lan á, là họ cũng đang khao khát có cái dòng này luôn á. Thái Lan chưa làm được luôn. Chưa làm được luôn mà bạn này làm được. Tuyệt vời. Giống như cái dòng mà Rhino của anh mà bên Iwana đó. Oh. Thì hả bạn này, cái dòng này nó cũng độc như vậy luôn. Oh. Nghĩa là nước ngoài họ còn đang khao khát mà chưa có đó. Quá đẹp luôn. Nhưng mà bạn á lại lai tạo ra và bán với giá rất là mềm so cho người Việt Nam mình hơn. Ồ. Nhưng mà bán cho nước ngoài thì bán mắc xíu nha. Em ơi, em có thể đeo này cổ, em có thể giới thiệu giùm anh là
em vô bộ môn này em chơi như thế nào và nó thu hút em như thế nào, rồi làm sao mà em tạo ra được một cái dòng này. Bạn Phượng này là có kênh YouTube luôn. Ồ. Em đeo lên hả anh? Ok, này là bạn Phượng hả? Bạn là chủ nhân của cây này và chính tay lai tạo ra luôn chứ không phải là mua ha. Thì cái này là Colocasia Blood Diamond, là nó lai dựa trên Colocasia Diamond Head với lại Colocasia Guayaba, là tụi em sẽ hụ phấn trực tiếp ở cây bố với cây mẹ. Xong rồi sau đó khi mà nó đã đậu phấn rồi á, thì nó sẽ có hạt, thì tụi em sẽ gieo khoảng một lô hạt đó. Một lô hạt đó là khoảng chừng mười mấy ngàn hạt. Thì trong mười mấy ngàn hạt đó thì tụi em sẽ lọc ra những cái hạt mà nó bị hư, rồi những cái hạt mà nó yếu thì tụi em sẽ lọc ra hết. Thì còn khoảng 1.000 hạt thì nó sẽ lên được những cái mầm con. Thì từ những cái mầm con đó mình mới lọc ra lại được vài cây có gen màu đen. Chỉ vài con thôi. Thì tỷ lệ nó là 1 trên 1.000. 1 trên 1.000. Thì vài con đó thì mình sẽ lọc ra thêm nữa, để tới cuối cùng là mình chỉ có được mỗi cây này thôi đó anh. Thì tụi em nhân giống bằng cách là tụi em cắt con ra. Thì ở bên Thái Lan á, họ có những cái dòng lai tạo, nhưng mà cái gen của tụi nó không có được quá ổn định chứ lại quá đẹp giống như là cây này. Cây này thì gen rất là ổn định. Anh thấy cái hình mà anh nhìn đó. cái lá mẹ là lá trưởng thành ở dưới đây. Lá này thì nó còn là lá cây con, nó chưa có full nắng nên nó chưa được trưởng thành. Lá con ở đây là anh nhìn cái gen hồng cái hình đúng không, cái hình đỏ đó, cái gân đỏ. Đây là cây mẹ với cây bố mà lai ra nè anh. Cái mẹ với cái bố đó anh. Khi mà nó lai ra thì nó lại lai được cái gân hồng giống như vậy. Có nghĩa là cây mẹ với cây bố thì cái gân nó không có màu hồng. Đúng. Em lai ra được cái màu hồng. Dạ đúng. Mới gọi là Blue Diamond á. Dạ đúng rồi. Hay quá. Tại vì ba mẹ của nó tên là Diamond Head. Nên khi mà nó có gân hồng thì tụi em sẽ tụi em tưởng tượng cái kim cương máu. Rất là hợp lý luôn đó, hợp lý luôn. Ôi nhưng mà cái cây này, cái ý tưởng cho kết hợp hai loại cây này là em nghĩ ra hay là sao? Thì ra là từ ở bên Thái á anh. Tụi em sẽ chọn ra những cái dòng cây bố với cây mẹ nó có cái gen thật là mạnh. Tại vì hầu hết á, những cái cây Colocasia không phải là cây nào cũng có gen mạnh. Chỉ có một số dòng thôi. Thì bên Thái họ đã sử dụng Guayaba là cây này để lai tạo với mấy cây kia. Thì tụi em cũng sử dụng giống vậy. Thì tụi em sẽ chọn random một cây bố hoặc cây mẹ có cái nền đen để tụi em lai ra. Hay quá. Nhưng mà thật sự ra là tụi em cũng không có biết là cái kết quả nó sẽ ra gì, giống đúng như rồi, là đúng rồi. Một phần cũng là may mắn á, với lại phần khác đó, nó rất là cực. Tại vì tụi em dành khoảng 1 năm trời á, tụi em mới có được sản phẩm giống bây giờ. Nói chung là vì cái đam mê thôi, dạ, tò mò, thử thách, muốn làm thử và có được sản phẩm rất là tuyệt vời luôn, đúng không? Thật ra là tại vì thị trường Thái đó, họ đã quá mạnh về cái mảng kiểng lá rồi á, nên tụi em cũng muốn làm cái gì đó để kiểu nó có mang thương hiệu Việt Nam á. Với lại em cũng muốn khẳng định là cái thương hiệu Việt Nam thật ra là giá trị nó là một phần thôi, nhưng mà mình còn muốn là kiểu mọi người nghĩ tới Việt Nam giống đúng như rồi. Là một cái thị trường chơi kiểng lá thực thụ á, nó chứ không phải là thị trường tiêu thụ hay là thị trường xuất khẩu nữa. Đúng rồi. Đó cũng là điều anh mong muốn. Anh thì bên bò sát, anh cũng chơi bét đồ này nọ, thì anh cũng có mong muốn đó là nói chung là giống như một cái bộ mặt của Việt Nam, mọi người nhìn vô là biết Việt Nam cũng biết chơi có kiến thức, đúng rồi. Chơi có chiều sâu chứ không phải là mua về trang trí hời hợt. Mình là có chiều sâu, mình sáng tạo ra được, đó là cũng có là cái động lực của anh. Em cũng muốn tạo ra một câu chuyện cho nó, em không muốn là mọi người chỉ nhìn vô nó giống như là một cái cây bình thường thôi. Em muốn có một câu chuyện cho nó đằng sau. Hay quá. Cái giá trị nó tạo ra ở một cái cây á, là cái câu chuyện đằng sau nó, giống như em kể cho anh nãy giờ đó, tụi em mất 1 năm trời từ 1.000 mấy hạt, từ những cái cây lai tạo ban đầu tụi em mới ra được những cái cây đó, rồi xong tụi em phải chọn ra được, xong rồi tụi em phải nuôi nó, tụi em phải nuôi nó tới bây giờ. Nói chung quá trình nó cũng rất là hồi hộp luôn. Rất là nhiều điều lo lắng đúng dạ, không? Khó khăn lắm. Nhưng mà nó ra được sản phẩm như ý mình là phải sướng luôn. Lần đầu mà em bán được một cái chậu cây này á. Chậu cây này em bán thì cho một cái chị ở Việt Nam, chị đó là khách quen của em, nhưng mà em bán giá cũng rất là mềm so với bên Thái. Bên Thái bán hàng lai tạo của họ thì tại vì do họ làm thị trường mà nên họ bán hàng, họ bán giá rất là cao. Nhưng mà tại vì mình chỉ muốn cho sản phẩm mình tới người mà người ta thừa nhận cái giá trị của mình á. Và lần đầu em bán được mà em rung rúng nước mắt luôn. Kiểu 1 năm trời á, mình nỗ lực, mình chỉ tập trung vô hàng này thôi, mình không có làm công việc khác á, nên mình rất là bị áp lực trong chuyện là mình không biết là cái con đường này nó tới đâu á. Nói chung là công sức mình được ghi nhận là mình cảm thấy rất là vui. Đúng. Quá đẹp luôn em ơi, tuyệt vời. Em cảm ơn anh. Anh cũng rất là, thật sự mà nói cái này của em, nhưng mà cũng là người Việt Nam, anh nghe cũng rất là tự hào, nghe em kể mà anh cũng nổi da gà. Tại anh cũng nhớ là cái khoảnh khắc mà anh làm được cái một cái dòng mà thế giới chưa làm được á. Anh cũng sướng rần rần vậy. Rồi mấy bạn bè nước ngoài cứ hỏi thăm, nhắn tin, đúng rồi, đòi chia lại rồi này nọ, nó cũng làm cho mình cảm thấy nó tự hào lắm. Giống như em bên Thái em bán được
thấy như Malai với Indo của họ quan tâm cây của em nhiều lắm. Tại vì cơ bản là khi mở trong cái ở trong một cái ngành Colo nó riêng thôi, còn những lá thì mình nói chung thì Colo á họ trồng rất là nhiều loại, nhưng mà mình nhìn vô được mình sẽ cảm nhận được cây nào gen nó thực sự nó mạnh, cũng giống như bên bò sát vậy, có đẹp có xấu. Đúng rồi, tuyệt vời luôn. Ok các bạn, một bạn nữ rất là giỏi ha, rất là nhiều đam mê và dám nghĩ dám làm, và cuối cùng là cho ra sản phẩm mà tạo được ấn tượng trên cái cộng đồng của thế giới luôn, có rất là nhiều người quan tâm luôn. Chúc mừng em rất là nhiều luôn. Một cô gái rất là cá tính ha, giỏi. Thank you em. Dạ, thank you. Rồi anh đi vòng vòng tham quan tí, có gì đó quay lại. Ok. Được, hỏi bạn chủ quán chắc được á, không sao đâu, thoải mái. Được. Ok các bạn, rất là vui luôn. Thì Việt Nam mình á là rất là nhiều người giỏi, rất là nhiều người có cái sự sáng tạo và nói chung là đầu óc rất là nhạy bén ha. Cho nên là nếu như mà những cái điều kiện để mà phát triển mà được hỗ trợ tốt hơn á, thì mình nghĩ là cái ngành sinh vật cảnh á cũng là một cái bộ mặt của đất nước, chúng ta có thể show off cho những bạn bè thế giới là chúng ta cũng biết yêu quý thiên nhiên, biết làm tôn vinh cái nét đẹp của những cái gì đó nó tự nhiên, chứ không phải cho là chúng ta chỉ có tàn phá không nữa, mà chúng ta còn biết tạo ra những cái sản phẩm chất lượng đẹp ha. Đó cũng là cái bộ mặt của Việt Nam mình, thì hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển cái ngành này. Bởi vì mình ở trong giới thì mình cũng quen biết nhiều, mình biết nhiều anh em rất là giỏi, rất là tâm huyết, đầu óc rất là tốt luôn. Để phát triển thì rõ ràng là bạn thấy là chúng ta không thiếu những cái sản phẩm đẹp mà được người nước ngoài chú ý và muốn sở hữu. Chúng ta sẽ tiếp tục ha. Này có đánh góp nữa. Đánh vô lỗ mà tặng em. Bóp nãy giờ mẹ ơi. Này chắc đánh vô lỗ có quà tặng á. Xung quanh đây là rất là nhiều gian hàng nha các bạn ha. À, gian hàng này của mình hả? Em có thể em giới thiệu cho mọi người biết về cái gian hàng của mình như thế nào đây các bạn không? Em tên gì? Em tên Phúc. Phúc à. Ok các bạn, lại làm quen được với bạn Phúc ha. Bạn Phúc là coi cái gian hàng ở đây. Thì gian hàng mình có gì đặc trưng em? Em là Phúc Anh Khang, thì là chủ của showroom Kiểng Lá này. Thì gian hàng của em thì chủ yếu là trưng bày những cái tác phẩm lớn ở như ở phía ngoài này. Ngoài này luôn. Những có những cây rất đặc trưng của Kiểng Lá đến từ xuất khẩu, nhập khẩu từ các nước trên thế giới. Bao gồm Ecuador và Indonesia. Thì toàn bộ những cây giống quý hiếm em đang trưng bày ở đây. Mọi người có thể tham gia tham quan. Là đặc trưng của những em thì có dòng những cái dòng lá màu đột biến. Đó. Trắng vàng như thế này. Đó. Đó. Đây ạ. Rất là đẹp. Các bạn thấy một cái không gian nhà mà coi như là mình có thể decor trang trí theo kiểu tự nhiên như thế này ha, rất là sang trọng luôn. Đây ạ, quầy của anh em đi nữa. Đẹp quá. Cái này là cái gì giả hẹn? Cái này là Anthurium King. King, Anthurium King. Dạ. Nhiều loại quá, nó khác nhau, anh không phân biệt được. Một trong những cây lớn nhất ở đây. Lớn nhất ở đây luôn. Đẹp. Cái này nó là dạng lá non hay là nó mới ra? Em mới ra. Nhưng mà nó có màu khác không hay nó cũng màu xanh như thế thôi? Nhưng mà lá nó dài ra, nó được cả mét luôn. Dài cả mét luôn. Dạ đúng rồi. Đây bên em còn đây một số tác phẩm như bên này. Đây ạ, đây là cây én, ở tiếng Việt Nam nó gọi là én. Tiếng Anh của nó là Broadia Beauty. Đó, dòng Philodendron. Đây là một số cây tác phẩm lớn của showroom. Quá đẹp. Các bạn thấy là anh em bên Kiểng Lá hay nói cái cây mình là một tác phẩm luôn ha. Đó là một cái sự trân trọng, một cái nét đẹp thật sự luôn. Ở đây đúng là cái cây én. Én. Ở đây bọn em có một cái cây nó tên là Thái Con. Thái Con. Cream Boule. Cây này thì là cái phối màu của nó hiện tại bây giờ là VIP nhất ở Việt Nam. Em chào anh Thức. VIP nhất ở Việt Nam. Cây này là số 1 ở Việt Nam. Quá cái đẹp. Phối màu của nó đặc trưng của dòng Thái Con, lớp kem. Lớp kem. Đó. Thì cái cây này á thì nếu mà thường thường mà chăm sóc nó là có cái nắng. Ánh nắng tự nhiên và qua một lớp lưới để lọc cái UV. Đó, đặc trưng của Kiểng Lá là như thế. Có nghĩa là không có chịu ánh nắng trực tiếp. Đúng rồi, nó phải cũng giết. Nhưng mà về độ ẩm đồ này nọ nó có yêu cầu cao không? Độ ẩm vừa phải. Những cái dòng mà lá xanh cần độ ẩm cao.
những cái lòng lá va như này nó có bị mất chất tiềm lục thì nó cần khô. Nếu mà nước nó đọng trên lá nhiều nó sẽ bị úng cháy như thế này. À, nước đọng nhiều là sẽ bị đúng cháy. Rồi, đúng rồi. Đó. Thì đặc trưng của em, bên em còn có cả nước, có cả cây. Bọn em mang đến chương trình này là chủ yếu là show trưng bày và biểu diễn. Đúng rồi, để cho thu hút nhiều người chơi. Biểu diễn cây cối, để biểu diễn cây xanh. Nhà vườn mình nắm đâu ta? Em ở showroom kiểng lá duy nhất và lớn nhất tại Việt Nam ở Bình Thạnh. Bình Thạnh? 553. À, anh đi qua con đường đó hoài. Cái bên sửa xe gì đó. Đúng rồi, chứ bên mô tô đó. Ờ, anh mấy bữa anh tính ghé đó chơi rồi. Anh với lại anh Nguyễn Chắc Huy đâu. Dạ đúng rồi. Thì tính ghé đó chơi mấy lần mà chưa có dịp. Vậy bữa nào cho anh ghé đó tham quan ha. Lúc đó mình sẽ trao đổi kỹ hơn. Nhưng mà sẵn đây thì đối với những anh em mà chơi kiểng lá mà newbie thôi, người ta chưa có hiểu rõ vấn đề kỹ thuật lắm. Thì để mà nuôi một cái kiểng lá cho tốt á, thì em có vài lời khuyên nào đối với các bạn không? Em thì có một lời khuyên nho nhỏ, đó là mình cứ chuẩn bị cho một cái kiến thức nho nhỏ, đó là thứ nhất là đầu tiên chăm sóc cây là quan trọng nhất là rễ. Thứ hai là cái chậu và giá thể của nó. Cứ thoáng, cái dòng kiểng lá này nó ưa thoáng dễ. Cho nên là mình phải lựa chậu cho mình một cái số vũ cái chậu có cái độ thoát nước đây tốt. Đây là những cái lỗ này là những cái lỗ thoát nước càng nhiều càng tốt ha. Càng nhiều càng tốt. Đó thì đây là sản phẩm của bên em bán luôn. Ồ. Thì càng nhiều lỗ càng tốt. Đó. Thứ hai nữa là giá thể nó phải thông thoáng. Ồ. Và giữ được ẩm nhưng mà phải thông thoáng. Ồ. Dễ nó mới thở được. Thì cuối cùng là phân bón. Bón. Thì bên em sử dụng phân hữu cơ nhiều. Đó. Thì những phân bón ở đây thì thường thường họ cũng rất là tốt. Ồ. Thì nên em những với bạn mới chơi thì nên là có một cái kiến thức nho nhỏ về rễ, chỉ cần biết về rễ, chăm sóc rễ tốt thì tự động cây nó sẽ khỏe. Ok, được rồi. Ok các bạn, có một cái shop kiểng lá nằm trên đường số mấy ta? 553 số biết nghệ tỉnh. 553 số biết nghệ tỉnh. Anh em mà muốn tìm hiểu dòng này, muốn học hỏi kinh nghiệm gì đó thì có thể tới showroom thì Phúc sẽ chia sẻ hết với lại anh em luôn. Tuyệt vời luôn rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Quá đẹp luôn, chắc anh bị lúng vô đây luôn rồi quá. Ok em, anh cảm ơn nha. Thôi đi xuống dưới kia nữa đi, dưới kia nãy mình chưa đi qua. Hôm nay là bán như gian hàng này là của bên người nước ngoài phải. Này cũng không có coi được nhiều. Rất là đẹp luôn, lá trà bá luôn. Cái lá này mình gờ vô cái lá này mình cảm giác nó là một cái lá giả, mình tưởng là lá bằng nhựa luôn các bạn. Nó rất là dày ha, quá đẹp luôn, nó rất là dày. À, như lá lốp nó khô, nó hơi có độ khô khô, lá lốp mà dày cuối. Mê luôn. Ồ, bên này có cái cây, cái thân bên trong nó màu cam, nó lên đẹp, những cái nhánh đưa ra. Mê luôn. Mê lá, anh em ban tổ chức mê lá là quá chuyên nghiệp luôn. Tổ chức mà mình nhìn mình cảm giác mình ghiền luôn á. Ước mơ là trong tương lai khi mà mọi cái điều kiện rồi nó thông thoáng hơn, rồi những cái ngành bét khác thì nó được dưới sự quản lý của nhà nước, có nghĩa là nó hợp pháp, thì chúng ta sẽ có tổ chức những cái sân chơi như thế này cho bò sát, cho những cái dòng thú khác là quá ok luôn. Ở đây mát, các bạn, ở đây có máy lạnh. Nếu mà mình tổ chức cái buổi off show mà ở ngoài trời nhiều á thì nhiều khi nó nóng quá, nó hóc con bét. Còn nếu mà mướn được trong đây có máy lạnh như thế này là tuyệt vời luôn. Con bé nó sẽ giữ được sức khỏe, những anh em khán giả đi coi đi ngắm đồ sẽ thoải mái hơn ha, rất là tuyệt vời. Thì hy vọng là trong tương lai những cái chính sách đồ này nọ nó được mở rộng và nhà nước có quản lý được cái chuyện đó đó, thì sẽ cho phép những cái buổi expo như thế này để được diễn ra ha. Mình rất là mong chờ tới ngày đó. Rất là đẹp. Ôi. Oh.
mà nhìn những cái hình thù, những cái lá này nó rất là đặc biệt luôn, rất là lạ luôn. Thì để có một cái buổi mà tập trung rất là nhiều gian hàng và nhiều cái mẫu mã như thế này thì cũng không phải lúc nào cũng có xảy ra. Hình như đây là lần đầu tiên rồi phải. Đẹp quá. Này giống như là một cái khu chợ buổi sáng nha, rất là nhộn nhịp. Nhưng mà những gian hàng rất là sạch đẹp ha. Và những người bán này cũng rất là dễ thương luôn, sẵn sàng tư vấn, chia sẻ. Ồ, bên này có một cái bể bán kẹn kết hợp giữa kiện lá và có nước nữa. Ơi, nhau đây. Ôi, hello em. Em cũng mê kiện lá nè. Gì mượn à cái chỗ. Hello em. Gặp anh em bên Chameleon. Ồ có luôn hả? Trời, mới thả vô hả? Ừ, cho nó mượn. Hello em. Mới tính về khoe với các bạn là có cái hồ kết hợp giữa kiện lá với lại thủy sinh có cá Nemo nữa nè. Bán cạn. Bây giờ có kết hợp thêm một bạn Chameleon nữa, Băng Thơ. Đẹp quá. Rồi làm cái hồ này cho tụi nó ở là sướng như tiền, nhưng mà không được. Tôi gặp bạn cũ không anh? Hả? Tôi gặp bạn cũ. Cái này ẩm quá, nước quá. Cái này trưng bày thôi. Trời ơi, bự dữ. Cũ hồ tươi này rồi. Hồ tươi rồi. Hôm nay nó gọi là đầm hơn bữa. Về. Cái này là dòng veo ha các bạn ha, còn lại cái này là dòng Camellia, dòng Panther. Thì các bạn thấy là đây là một cái hồ kết hợp với những cái rong và những cái kiển lá này, nước như thế này. Rất là đẹp, rất là mát luôn. Thì như là Lộc á, Lộc và mình đã có từng làm về cái chủ đề Camellia này đó. Thì mặc dù là Camellia là nó rất là thích ẩm, nhưng mà cái môi trường mà bán cạn, set up một cái môi trường nuôi mà bán cạn cho Camellia là một cái sai lầm ha các bạn ha. Tại vì ẩm quá nhiều đi, nó cần có lúc ẩm lúc khô, chứ còn ẩm liên tục kiểu này là nó dễ bị phổi lắm. Nhưng mà rất là đẹp, thả nó vô rất là hợp cảnh luôn. Ồ. Có giá bán luôn nha các bạn ha. Hồ này là dài 2m, ngang 2m và sâu vô 80. Hanabi Đức Trần nè, anh em có thể tham khảo giá. Đây là cái giá này nó chỉ áp dụng cho 2 ngày bán tại cái event này thôi. Là ngày hôm qua và ngày hôm nay thôi. Sale off còn 90 ha. Còn giá ban đầu nó là 120. Rất là hoành tráng. Đẹp quá, cho nó ở đây tới chừng nào về? Xíu nó về anh. À, lên chơi chút xíu thôi hả? Ờ, lên chơi xíu thôi. Là sáng ngủ anh đi rồi đó chứ. Ờ. Mà chắc không nghĩ là chắc thế nào anh cũng phải có mặt à. Dạ. Anh đi vòng vòng tiếp nha. Đẹp quá. Đây là dòng gọi là giá trị lớn nhất của kiện lá này. Vậy hả? Đây là bạn chủ luôn hả? Dạ, bạn này là chủ vườn luôn á. Ồ. Em canh thôi à. Em canh hả? Em có thể giới thiệu giùm anh về cái dòng này không? Dạ. Dạ đây là dòng anh Kiều em nha. Dạ, dạ, dạ. Dòng này là dòng dạ, gì? Dạ đây là dòng Montera Bosimin à. Ồ. Mà cây này là đặc biệt, cái là cây này là full min. À. Form đẹp. Các kiểu nó là nên là nó đã cái để mà nó full min cả cây rất là khó trên thị trường. Full min tức là nó dạ. Nó trộn màu á ta. Dạ bình thường ở trên đây trên thị trường cái màu nó phối trộn với nhau. Ồ. Nếu những cái cây khác lâu lâu mới xuất hiện ra được một cái lá như vậy à. Mà riêng cây này là có đầy đủ 6 lá là full min luôn. Ồ. Nên là cái khả năng để mà nó xảy ra cái xác suất nó nhiều trong cái số à. Nên là rất là lâu rất à. Khó cho nên là cái này thuộc dạng độ hiếm á. Dạ nên là cây này nó thuộc dạng là giá trị nhất. Ồ đẹp quá. Đây đây các bạn, để giá trị như thế nào thì mình có thể show cho các bạn giá ha. Tất cả mọi cái thì đều có show ở trên đây luôn. Dạ đây. 6 lá đơn vị tính bằng lá, coi như là những lá 50 củ. Quá phê.
Cái này cũng thuộc dạng là dạ, cái này cũng là hiếm. Không, cái này là Anthurium Porcari à. Ờ. Dạ. Nhưng cũng mà nó cũng hiếm. Size cỡ này thì cũng rất hiếm ở trên thị trường. Với lại cái này va đẹp. Ừ. Một, bình thường nó sẽ màu xanh nhiều, nó ít có màu mà va tiger như vậy. À. Dạ. Tiger là vàng. Dạ, nó như da hổ vậy. Ồ. Ờ. Quá phê luôn. Còn giá này, cái này đột biến hết hoàn toàn luôn nè. Một màu vàng luôn. Các bạn, cây này anh em nhà vườn để hết ở đây. Đó, rất là đẹp luôn. Bên này cây này cũng giá trị ghê nè. Có này mà trưng trong vườn một cái là sang hẳn ra. Ồ, 6 lá. Đơn giản nhẹ nhàng thôi anh em. Mình chăm sóc mấy cái dòng va này nó có gì đặc biệt hơn là cái cây bình thường không em? Dạ, đặc thù của va đó là cái diệp lục ở trên lá nó rất là ít. Ừ. Nên là cái nó yếu hơn cây bình thường rất là nhiều. Nên là cái khả năng mà để mà nó hoàn hảo, một cái cây hoàn hảo nó rất là khó. Và khả năng đề kháng với sâu bệnh của nó cũng khó hơn. Để chăm nó được một cây mà đẹp hoàn hảo thì nó rất là kỳ công rồi. Ừ. Nó là cả một cái đam mê, cái quan tâm của mình rất là nhiều vào. Phải dành thời gian quan tâm theo dõi nó đúng không? Có gì sơ xuất cái là mình phải xử lý liền. Dạ, xử lý liền. Cái lá này thì có nghĩa là cái nó chịu nắng cũng kém hơn cái lá thường đúng không? Dạ đúng rồi. Cái điều kiện chịu nắng của mình, đây là cái cây nhiệt đới nhưng mà dưới tán lá của cái rừng nhiệt đới à. Nên là cái khả năng mắt sáng của nó chỉ rơi vào từ 40-60% cái ánh sáng tự nhiên trực tiếp. Nên là cái nó được trồng nếu mà nó ra sáng trực tiếp nó vậy thùng từ nhỏ thùng lên thì nó vẫn có khả năng chịu, nhưng mà nó không phải là tối ưu đối với cái môi trường của nó. Anh thấy hình như là cái này nó hay bò lên mấy cái cổ thụ đúng không? Dạ. Ở trên là nó dạng che leo. À. Hình như trên đường quyền chân công chúa mấy cây có này leo nhưng mà loại thường thôi chứ không phải là va. Dạ. Cũng dòng họ của nó anh, nhưng mà ở Việt Nam còn cây này ở rừng nhiệt đới em. À, coi như là chung một cái họ nhưng mà khác cái nhánh. Oh, quá tuyệt vời luôn. Montera. Gian hàng bên đây cũng của mình luôn. Dạ, của mình luôn anh. Ok. Ở đây thì những cái cây các bạn chủ vườn là để giá trên đó luôn, để chúng ta tham quan và chúng ta có thể tham khảo giá luôn ha, mọi cái nó rõ ràng, giá có giá niêm yết luôn. Ở như cây trước mặt chúng ta thấy 3,5 triệu, cũng có cây 700 ngàn, cũng có cây 150 thôi. Nếu mà chúng ta gọi như là anh em newbie tập chơi muốn trải nghiệm đi event rồi muốn mua cái gì đó về cho mình và coi như là thử vô cái bộ môn mới thì chúng ta có thể thử những cây này. Này có 150 thôi. Như cái này cũng là va. À, va đột biến đây. 4 lá. 4 lá thì cũng có 950 thôi. Đó. Anh em nào mạnh đạn thì có thể thử bắt đầu với những lá này. Nhưng mà cái này nuôi cái lá càng lớn á, là người ta đo kích thước tính tiền hả các bạn à. Rồi điểm lá tính tiền. Ồ, môn mày độc quá. Cái đó hả em? Ồ. À, ở đây là coi như là còn cây non, nuôi lớn lên. Như cây đó cỡ nhiêu tiền ta? Dạ, nhỏ nó phải 5 triệu á. 75 triệu? Dạ, 5 triệu. Thôi, cũng rẻ quá chứ. Dạ, giá cũng tương đối, tại vì hôm nay giá hội chợ lắm. À. Tương đối tiện cận để cho anh em mới chơi lá có thể dễ tiếp cận hơn. Ờ. Em coi quậy đây hả? Dạ. Vậy để anh lấy cái này, nhờ em chia sẻ chút xíu. Dạ. Ví dụ như là những người anh em newbie mới bắt đầu thì chúng ta nên chơi những cái dòng nào cho nó dễ chăm, nâng cấp lên từ từ sao em? Dạ, nếu mà dòng phổ thông nhất của dòng va thì các cây... Dạ. Em đeo cho. Ok em. Dạ, nếu mà phổ thông nhất của dòng va thì chắc là cái Ambo là cái thông dụng nhất. Này. Dạ, thứ nhất là về độ đẹp, độ thẩm mỹ của nó. Ừ. À, người chơi dễ dàng, người ta dễ dàng tiếp cận. Thứ hai là về giá của nó là bây giờ cũng nó cũng tiện cận so với mặt bằng chung của cây kiển bình thường rồi. Ờ. Dạ. Thì đó là cái dòng mà
nó dễ chăm, nó chịu được điều kiện ánh sáng trong nhà vừa phải. Và cái độ đẹp của nó vừa đẹp ở cái form lá, cái hình dáng lá và cái màu sắc lá của nó. Cái này ví dụ như về anh chơi á, anh để trong phòng khách hoặc là anh để trên cái bàn ăn cơm đồ, anh trưng bày được không ta? Có nghĩa là nó xài ánh nắng nhà thôi, ánh sáng của đèn nhà thôi, có được không, có ổn không? Dạ, ánh sáng của đèn nhà, tại vì cây, bất kỳ cái cây nào á, nó cũng cần cái điều kiện ánh sáng tối thiểu. Thì nó cần một cái lượng ánh sáng tương đối, ví dụ như ánh sáng cửa sổ, ánh sáng hiện tại mà anh đang quay, dạ, nó cũng đáp ứng được. Nhưng mà nó sẽ không có phát ứng đủ được, dạ. Nó chỉ vừa đủ cái độ sống, nó trên cái mức nó tối thiểu sống của nó thôi. Dạ, muốn nó đẹp thì nó cần một ánh sáng nó tương đối hơn. Hoặc là bên những cái vườn như tụi em á, đều có hỗ trợ cho những cái anh em mới chơi á, xuyên suốt quá trình luôn. Tại vì trồng cây á, nó cần một cái quá trình tìm hiểu. Không thể nói một chút xíu. Đúng mà rồi. Có thể, dạ. Cho nên là nếu mà mọi người chơi có thể liên hệ với nhà vườn là sẽ coi như là tư vấn với lại người chơi luôn, đúng không? Từng dạ, vấn đề kỹ thuật luôn. Tại vì bây giờ cái lễ hội mê lá này cũng là do những anh em chuyển lá, họ muốn tiếp cận cho những người chơi mới, người ta có thể tiếp cận, cho nên là tất cả các vườn đều có chương trình hỗ trợ cho những anh em mới chơi hết. Tuyệt vời quá ha. Dạ. Em ví dụ như giờ khách đi tham quan là thấy cái chậu này đẹp quá, muốn mua chậu này về. Dạ. Thì về người ta có cần làm gì không, hay là để ra cái chỗ có nắng rồi người ta tưới tắm thôi? Dạ, đối với điều kiện của cái cây này á, nó có điều kiện tối thiểu của nó. Thì khi mà khách mua về á, khách sẽ chụp hình gửi qua cho bên em, thì bên em sẽ hỗ trợ dần dần khách trong cái điều kiện đó người ta phải làm những gì á. Thì tụi em sẽ hỗ trợ từ từ. Dạ. Còn cái này thì về mình xuống. cái loại kiểng lá này mình có gọi là tưới mỗi ngày không, hay là cách ngày hay sao em? Dạ, ví dụ như tốt nhất là tưới mỗi ngày, nhưng mà ít nhất là cũng phải, ví dụ như những chậu này thì có thể 3 ngày tưới một lần vẫn được. Dạ, 3 ngày tới 1 tuần tưới là trong điều kiện là nó không chết. Dạ, đó là mức tối thiểu của nó để nó không chết. Nhưng mà cái cách tưới của mình là mình tưới đẫm luôn hay là mình tưới cho nó vừa đủ ẩm rồi có xịt lên lá hay không? Dạ, đối với những cái cây này á, thì bên em nó trồng ở giá thể riêng á, nó có độ thoát nước. Tức là anh tưới một lần á, nó sẽ không giữ nước, nó chỉ giữ ẩm thôi. Cho nên là không có sợ tình trạng mà úng thối. Dạ, cho nên là có thể tưới mỗi ngày là tốt nhất. Nhưng mà vẫn có thể là 2-3 ngày tưới một lần thì cái cây nó chậm phát triển hơn, nhưng mà nó sẽ nó khỏe hơn điều kiện. Dạ, nó không chết. Ok các bạn, thì nói chung là cũng không quá khó. Anh em trò chuyện với nhau thấy cũng không quá khó, chủ yếu là tưới tắm thôi. Mà sướng một cái nữa là những anh em nhà vườn sẽ coi như là hỗ trợ khách hàng suốt luôn, để cho trong cái thời gian nuôi dưỡng khách hàng sẽ hiểu hơn về cái tập tính cây, cái cách chăm sóc từ từ ha, rồi càng càng sẽ nâng cấp lên nữa. Dạ, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Dạ. Rồi ok anh em ha, đây ơn em. Ok đi chơi tiếp. Ô, bên này là gian hàng cây không khí, rất là nhiều loại cây không khí ha. Cây không khí nữa, cứ để không vậy là nó sống rồi. Em ơi, em có thể giúp anh giới thiệu mấy cái sản phẩm bên mình không? Anh quay YouTube với em chia sẻ những cái sản phẩm. Đúng rồi. Về cái cách chăm sóc đồ này nọ đó. Dạ, cách chăm sóc cái này thì mình em có thể đeo vô này, em nói để anh thu cái tiếng của em á. Đây em đeo vô cái cổ em á. Ok. Rồi vậy được rồi em. Đây là tất cả những cái dòng cây không khí hết luôn hả? Dạ đúng rồi, đây là tất cả cây không khí luôn. Như bạn này là không khí tóc tiên nè. Mình có thể ghép tiểu cảnh để cho người mua, người ta có thể trang trí sân vườn hay là ở các mái hiên nhà mình á. Thì cái này mình chăm sóc cũng khá là dễ, mình tưới nước một ngày 2 lần sáng chiều thôi. Thì định kỳ thì một tháng mình tưới phân một lần hoặc 2 lần. Mình pha phân bón lá 20-20-20 á, mình xịt cho nó. Quan trọng là bạn này bạn cần nơi mà có ánh sáng nhẹ, tốt nhất là nơi dưới lan, là dưới cái lưới lan á. Dạ, hoặc là dưới những cái tán cây lớn trong sân vườn của mình á. Chứ nếu không là không có ánh sáng là bạn này bạn cũng hơi yếu. Rất là thích độ ẩm, bạn này có thể là hút bụi cho mình lại không khí trong lành thôi. Coi như cái cây này là nó không cần cái gọi là cái chất trồng. Đúng rồi, nó không cần cái đất, không cần cái giá thể trồng. Và nó sống chủ yếu là nhờ vào nắng, gió, nước, rồi phân bón để cho nó dễ phát hơn, nhanh hơn, dài hơn. Và khi nó phát là nó sẽ càng ngày càng to ra, dài đúng ra. Đúng rồi, đây là những cái bó nhỏ. Thì cái bó lớn của mình thì mình có những cái bó lớn như vậy. Thì nó ngày
nó to ra, nó dài ra. Đây có nhỏ, có lớn như vậy. Chỉ cần gọi là tưới nước, hít không khí thôi là phát triển các bạn, không cần giá thể trồng ha. Rất là tiện luôn. Đây là cũng một dạng cây không khí đó ha. Dạ không, cái này là cây râu rồng. Râu rồng. Dạ, cái hàng này thì mình cũng sống ở trong môi trường là không có nắng quá gắt. Mình vào dưới cái tán cây lớn thì nó sẽ phát triển nhiều hơn, nắng nó tầm khoảng 50-80% nắng là được rồi. Ồ. Nếu không nó bị cháy như cái lá này nè. À. Dạ. Rồi mình vừa phân bón, mình ở đây phân, bên em thì xài phân tan chậm, phân sữa của Thái á. Mình trộn vô sơ dừa, thì trộn vô đây giá thể của nó là sơ dừa cục. Sơ dừa cục ở đây nè. À, sơ dừa không à? Dạ đúng rồi, sơ dừa cục á. Ồ. Đó, sơ dừa cục như vậy nè. Ồ. Là đây là những cái rễ của nó luôn nè. Tại cái này ở đây thì đem phải che lại để đất cát cho mấy anh chị dễ xách về, nó không bị rớt ra ngoài ha. À. Dạ. Ok các bạn, đây cái kiểu trồng nó cũng gẹn ngược ha. Dạ đúng thì rồi. Thường thường cây nó trồng lên đây, còn cái dòng này thì trồng ngược xuống. Đó. Rất là nhiều kiểu hay. Đây để em này sẽ cho mình coi. Đó. Nó sẽ mọc xuống, nó rủ xuống, nó như một cái bức màn vậy, rất là mát. Dạ, mắt rồi. Luôn. Cái này nó có bông có hoa gì không em? Dạ không có hoa, nhưng mà cái này lai tạo giống là bằng cái này dưới đây nó bắt đầu nó nhộng dòng đời mới nè. Các bạn thấy những cái rễ nhỏ ở đây thì cũng là nhắc ở đây. À, có nghĩa là chiết ra được. Đúng rồi. Chứ nếu mà mọi người không biết, mọi người cứ cắt cái này đi ghim là không bao giờ sống. À, phải coi ngay cái ngọn chỗ nào nó có rễ nè, như thế này nó đầu nó ra mấy rễ con nè. Đây anh thấy là cây nó bắt đầu giống lại trên đây rồi nè, thấy không? À. Rất là hay luôn ha, mỗi cái dòng, mỗi cái bộ môn này nó có những cái hay mà chúng ta phải tìm hiểu. Ồ, cất tiền rồi em để lát quên cái ớt luôn á. Dạ. Còn cái này tất những... cả nó đều là dòng họ không khí hết, không tên nó khác nhau. À. Cách chăm sóc thì đều như nhau. Cách chăm sóc thì giống. Đúng rồi, nó cũng không có cần đất gì hết. Nó chỉ treo như vậy thôi. Dạ, nó ăn chủ yếu là không khí của mình thôi, quang hợp thôi là được. Tuyệt vời. Còn dễ thương. Mấy cái sản phẩm này là cho là mình linh hoạt, mình tạo cái cảnh quan cho khách. À. Dạ. Kết hợp vô trên thì mình trồng một loại cây khác, ở dưới mình trồng loại cây khác. Đúng rồi, mình ghép vô để cho mình để nhà cửa thì nó hơn, nó linh động hơn á. Quá hay luôn. Rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Như mấy cái loại này nó có này, có những cái loại nó có màu nữa mà phải không ta, chứ dạ, đâu có đơn thuần màu xanh đâu. Nó nở hoa thì nó mới có màu. Bình thường là nó chỉ có một màu xanh thôi. À những cái này là những cái hoa đó hả? Dạ, đúng rồi. Oh. Tím và nhụy màu vàng ha. Dễ thương. Ok, thank you em nhiều. Nhưng mà bác sống cho cái nhỏ không? Có mấy bạn ốc vậy thôi. Dạ, chị hai chị em tắm con sống bán nhiêu? À, 300 ngàn con anh. Đồ này ốc thiệt luôn. Màu đẹp quá ta. Dạ. Nó là ốc lá. Ốc lá, ốc lá hả? Dạ. Ốc lá này của Việt Nam hay là của... Dạ, của Việt Nam mình luôn. Ôi lúc đó Việt Nam mà sao kiếm mấy con này màu đẹp quá ta. Nó một dạng hiếm trong trong tự nhiên á. Ồ. Dạ. Xung quanh nhà nó lá nhiều lắm nhưng mà không có màu sáng vậy, lợt không. Nó màu xanh lá cây đúng không? Xanh lá cây vàng nữa nhưng mà nó lợt lắm chứ nó không có đậm lè như vậy. Đẹp quá. Cái này chắc thuốc thuốc tẩy á, thuốc tẩy nó ra được không? Cái này là tô màu lên cho nó đậm lên xíu nữa. À còn cái này. Dạ nó cũng có ốc có loại màu này luôn. Cái loại có lại màu sắc này thì nó hiếm hơn xíu nên là giá nó cao hơn nữa. À nhưng mà sorry con này còn sống không hay là dạ, cái con này thôi? Là cái vỏ thôi. À. Muốn sống là em treo em có đem lại. Dạ. À có nghĩa là trong cái bộ môn chơi thì còn có một bộ môn là sưu tầm vỏ ốc nữa các bạn. Dạ. Có nhiều bạn có bộ sưu tầm vỏ ốc rất là đẹp luôn, rất là đặc sắc luôn. Hay quá. À cái này là vỏ thôi nhưng mà nếu mà muốn sống là có sống luôn. Dạ có. Rồi. Cái này xung quanh nhà mình ốc lá nhiều lắm nhưng mà màu không có bén như mấy màu này là đỉnh quá. Dạ. Tuyệt vời luôn. Đây là đệ em chuyên gia ốc, có gì là anh liên hệ. Em nó. Chuyên gia chơi ốc hả? Ừ. Là mình chơi con sống luôn hay mình chơi cho anh mượn cái này cái?
thì là nếu mà nhu cầu ra ngoài thị trường ấy thì lại là nước ngoài thì gọi là quốc tế thì chưa vào ốc rồi ạ. Thì vào ốc thôi, còn hiện tại thì ở trong nước mình thì em hiện tại là chỉ muốn là quảng bá về ốc sống để nuôi chứ không muốn cho nó bị thu vỏ nữa, lơ màu nữa. Tại vì từng năm ngoái năm kia thời gian rất gần đây khoảng 4-5 năm đều lại ạ, thì là người châu Âu đặc biệt là bên châu Úc thế chứa lạnh ấy, họ nhập cái số lượng ốc của mình rất là nhiều. Mà ốc khai thác đây là rừng tự nhiên để về bên họ tạo quần thể nuôi làm một tuần hoa, họ cũng nhập ốc sống luôn để về họ nuôi lại. Họ muốn lắm để mà tạo cái một quần thể mà khi quần thể nó phát triển bình thường đúng không anh, thì bây giờ mình mà không thành nên là bây giờ chỉ có vùng nhiệt đới như mình này và các vùng lân cận đặc biệt là Indo, Indo Thái Lan nó lại mạnh ạ, nó như lá luôn ạ. Thế bây giờ em đang cố gắng xây dựng cái mô hình gọi là nuôi ốc. Nuôi ốc thứ nhất là nuôi mình làm cảnh này. Đặc biệt là ở trên các trại công, các cái vườn cây hoặc là bán cạn ấy ạ. Ồ cái gì đó? Em là ở đâu? Em ở Đồng Nai ạ. À Đồng Nai đây hả? Dạ. Đồng Nai thuộc huyện nào? Em về Cẩm Mỹ. Cẩm Mỹ hả? Xã Sông Rai ạ. À ngay giờ Cẩm Mỹ. Tại vườn em thì cũng có một vài quần thể, đã tạo được vài quần thể rồi. Ồ. Sau khi thời gian 2 năm nay thì đã tạo được khoảng được 2 dòng quần thể. Nhưng mà cũng chưa lớn. Nhưng mà ở các lô cao su ở Đồng Nai này em đã bỏ rất nhiều công sức và để cho ra được những quần thể cố định rồi. Và nó đã tạo vòng tuần hoàn cho sinh sản rồi anh. Tuyệt vời. Hôm nào anh hay làm kênh anh quay cho mọi người coi. Hôm nào anh có thể ghé cái van của em anh gây những cái quần thể ốc này được không? Quần thể ốc ạ? Quần thể ốc thì cũng được nhưng mà nói chung là phải tốn công. Tại vì lại làm đi cả ngày anh. Không sao, quan trọng là mình đi tìm hiểu, em có sẵn sàng chia sẻ cho mọi người. Dạ cái này thì được thôi, nhưng mà cái vấn đề đi tìm hiểu cái vấn đề mà chuyên sâu hơn đấy để mà phát hiện ốc nhanh hơn đấy thì để anh trai em dẫn anh đi. Ok anh trai em thì ở bên kia kìa. Đây hiểu anh ạ. Đây anh đá qua bên này. Hello em. Dạ gắn cái này qua cho anh trai em nói chuyện dễ hơn. Ok đây mới gọi là chuyên gia là chia sẻ giùm anh mấy cái ốc này với. Ốc này hay quá. Cái này cái farm mình ở ở Đồng Nai hả? Dạ vâng, farm em ở Đồng Nai ạ. Đây là những cái loài khác, đây là những loài của Việt Nam mình thôi. Farm em chủ yếu là nuôi hai loài này. Đây là một loài ạ. Đây là một loài. Ồ đẹp quá ha. Xung quanh nhà nóc lá nhiều lắm nhưng mà nó không có được màu đẹp giống vậy. Dạ vâng. Thì những cái vườn của em sẽ chọn lọc lại sen, những hoa sen xấu thì sẽ loại đi hàng năm. Ồ. Dạ. Em có tới 16 vườn lận. 16 vườn lận. Đây là những bạn còn sống luôn nè. Đây là một vườn khác của em. Em ơi những cái này á là màu tự nhiên hết luôn hoàn toàn, dạ. Không có xử lý màu thêm nữa. Những cái loài này những loài hiếm à, chỉ có những cái loài mà em nuôi thì nó không hiếm thôi. Dạ. Những loài này thì em có thể bán thoải mái được. Còn những loài này thì không bán được. Dạ. Hay ha. Ủa cái vỏ này mình có xử lý cái lớp gì để nó giữ màu không ta hay là nó? Không, hiện tại em không xử lý gì cả. Với những cái vỏ này thì nếu muốn bảo quản tốt thì mình chỉ mua lên một lớp dầu baby oil nghe điều dầu bé nó sẽ bảo quản khá là tốt. Đây là những cái vỏ thôi hả, còn nó sống thì là không có. Vườn em ốc này rất là nhiều. Ốc nhỏ này xinh này và cái màu sắc nhỏ này nó cũng nhiều. Em có một vườn toàn màu sắc này thôi. Đẹp quá. Vườn mình tên gì em? Dạ vườn em ở Đồng Nai. Nó chưa có tên tuổi gì cả nhưng mà nếu như các anh muốn thì em có thể dẫn tới tận nơi. Ok vậy anh em mình lấy contact cái bữa nào cho anh lên anh quay chia sẻ với mọi người ha. Quay video được. Em biết kênh anh không ta? Dạ sorry anh chưa biết hả, anh là Nam Ngô Farm. Dạ vâng. Cho anh xin cái số điện thoại đi hả? Dạ em tên Tiến. Hay là kết nối Facebook Tính Thái hả? Dạ đây là những loài em nuôi được ạ. Số lượng rất là nhiều cho nên là có thể bán được. Những loài em đã đọc thể được với anh. Dạ. Yeah. Còn những cái loài dưới này thì là không được. Thì ok. Đúng rồi em. Rồi ok vậy có gì để anh em mình sẽ nhắn tin với nhau. Dạ, rồi có gì bữa nào cho lên farm anh quay chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn. Dạ dạ. Rồi ok cảm ơn em nhiều nha. Còn bên này là những cái gì em? Đây là châu bà. Mà dạng cây con hả? Cái mô hả? Thì nó có khác biệt gì so với lại cái kia ta? Mấy cái cây ngoài á, nó chỉ là dạng như cây mô hả? À khác cung cấp nhân giống. Cần em có thể chia sẻ cho anh cái này
Cái này là dạng kém môn. Dạ, vâng. Còn cái kia là ta cắt chiếc. Vâng. À. Tức là cái nó cùng là một phương pháp nhân giống vô tính nhưng mà nó khác nhau bởi cái hình thức. À. Ví dụ đây là hình thức nuôi cấy in vitro thì mình có thể là có được một cái số lượng nó lớn và ổn định. Tức là khi mà mình sản xuất công nghiệp ấy, mình cần một cái nguồn giống lớn và ổn định thì mình dùng phương pháp này. À. Thì nó sẽ đảm bảo và cái chất lượng của nó đảm bảo không ta, hay nó giống như cái kiểu này. Nhưng mà cái này cái ưu điểm ưu thế của nó là nó sẽ làm số lượng nhiều được. Nhiều và nhanh hơn. Nhanh hơn. Đây bạn, một cái cây cấy mô ra rễ hết rồi. 350 thì cái này về cũng bỏ vô đất trồng bình thường thôi. Cái này thì chờ khi mà rễ nó bắt đầu ổn định thì mình bỏ ra, mình rửa sạch cái thạch này đi. À. Thì xong đấy mình trồng vào giá rễ sạch. À. Tức là khi mà mới từ trong lọ ra thì cây nó rất là yếu nên là mình phải dùng giá thể sạch thì nó mới đảm bảo được cái hiệu quả của việc trồng ra mượn ngoài môi trường. À, và cái này thời gian đầu cũng hạn chế nắng rồi đúng không? Rồi, nắng đúng nhẹ rồi, nhẹ nhẹ. Hạn chế nắng trực tiếp. Ok, quá hay. Thì mình là chuyên về bò sát ạ? À? Anh. Anh là chuyên về bò sát. À. Còn ý ở đây anh là mấy bạn này là ngoài Hà Nội anh biết đội Việt Pet không? Biết mấy anh em không ạ? À thế ạ? À? À em từ ngoài nọ bay vô luôn. Em chơi cùng anh Việt Anh với cả anh Việt Pet. Gì Việt Anh rồi Quý Thành. Đúng rồi. Mấy anh em ngoài Bắc biết hết tới chung bò sát. Cũng bắt đầu chơi mấy cái món này anh đúng em rồi, đúng rồi. Suốt rồi. Bữa nào có dịp ra Hà Nội anh em dạ, mình gọi nhau. Ồ em là từ Hà Nội bay vô đây để Hà Nội bay vào đây mà. Ôi quá xiên luôn. Dạ. Ok rồi, cảm ơn em nhiều. Bữa nào có dịp anh em mình giao lưu. Sức khỏe nhá. Nếu mà okay. Có dịp ra Hà Nội hẹn gặp chắc chắn là chắc chắn rồi. Cứ bảo gọi bên Xanh Xanh là bọn em sang. Rồi ok em. Đều anh em đều ở gần đấy cả mà. Ok ok. Rồi anh cảm ơn. Quá vui anh em, có vui gặp nhau ha. Anh, em nói là vấn đề đó lại là cái lúc em nhà mình làm luôn hả em? Dạ, tụi em đặt ở xuống rồi. À. Ồ. Dạ. Em có thể gắn này vô em chia sẻ cho anh cái được không? Đúng rồi, kẹp đó được rồi. Này là phục vụ cho cái vấn đề kiển lá hay là thuộc dạng đề co? Dạ, cái này là dùng để cho trồng cây kiển lá. Nhưng mà dành cho những bạn mà muốn đề co luôn. Tại vì trồng nhựa thì đôi khi nó sẽ hơi ít thẩm mỹ một xíu. Đúng rồi. Ví dụ như là quán cà phê mà muốn trồng kiển lá thì trồng cho chậu đất luôn, nó sẽ thoáng nước tốt. Mà nó cũng mang lại thẩm mỹ, nó cũng đẹp nữa. Đúng rồi. Dạ. Thì bên em thì có chậu lớn, chậu nhỏ luôn. Thì bên em mang chậu lớn cho kiển lá. Ngoài ra thì có mấy chậu nhỏ để cho cái thổi xương rồng thanh đá. Đúng rồi, xương rồng rồi nữa. Dạ đúng rồi. Anh ở Bình Dương, ở ngay xứ mấy cái đất nung này luôn nè. Thật ra là tụi em có hai bên, một bên là bên đây là Vĩnh Long, ở lộn bên đây là Bình Dương, bên đây là chồng Vĩnh Long. À. Dạ, Vĩnh Long thì nó sẽ là dày với nặng hơn. Dạ, thì nó sẽ là hàng thông vườn. Còn ở trong Bình Dương thì nó sẽ là hàng trong nhà nhiều hơn. À. À, cửa hàng mình bên Phú Nhuận luôn vậy. Dạ đúng rồi, tôi rồi có bên Phú Nhuận nè. Nhà rơm. À, mọi người coi clip mà có muốn sử dụng những cái chậu đất nung này thì có thể liên hệ ha, chậu đất nhà rơm ha các bạn ha. Có Facebook, website đồ đầy đủ hết á. Với lại cái về mặt kỹ thuật của em trồng cây trong cái chậu đất nung á, nó có tốt hơn là cái chậu nhựa không? Dạ, về lý thuyết á thì chậu nhựa thì nó sẽ nhẹ hơn, dễ di chuyển hơn, còn chậu đất nung á thì nó sẽ thoát nước tốt hơn. Nó có mát hơn không ta? Anh gờ vô chậu anh cũng thấy mát nè. Dạ đúng rồi, là tại vì nước nó sẽ thấm ra ngoài. Thì ví dụ như là anh ví dụ như là chậu sứ này đi thì là nó sẽ chỉ thoát nước ở bên ở trên. Như là cái mặt ở dưới thôi, nó sẽ hay bị úng cái khúc ở giữa. À. Thì đất nung á thì nhưng mà chậu sứ thì nó sẽ đẹp. Còn ví dụ như đất nung á thì là cái chỗ này nè nó sẽ thấm ra ngoài luôn. À. Nó thấm hết như cái tài bộ luôn, cho nên là nó sẽ không có bị úng ở trong ở giữa. Do cái chậu sứ là mình có một cái lớp men bên ngoài đúng không? Đúng nó không có thoát ra, còn này là nó thấm ra ngoài nên chậu nó mát hơn. Dạ đúng rồi. Ồ. Quá hay. Dạ. Ví dụ như đất nung nó sẽ có những loại nó có hoa văn giống như vậy. Là mình trộn hai loại đất khác nhau để mình làm cho nó có họa tiết. Cái này là xây tay hết hả ta? Dạ xây máy á. Xây máy à? Dạ đúng rồi, nó sẽ có cái máy để làm. Ồ. Thường làm công nghiệp thì làm máy hoặc là đủ. Đẹp ha. Rồi anh cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, cảm ơn em. Rồi cảm ơn em. Đây là gian hàng à, nãy nói cây củ này củ gì quên mất tiêu ta. Bình gì ta. Này củ gì à, à Bình Voi.
đẹp ha. Cây này cây gì em? Cây mặt trời á. Cây mặt trời, ồ. Này các bạn nhìn nó có cái này gọi là cây hoa. Hoa nó như mặt trời ha. Rất là độc đáo. Có nhiều cây rất là lạ. Sương. Đẹp quá, nhìn mê quá. Ok, bên kia có một cái gian hàng cũng rất là ấn tượng luôn. Sáng giờ anh em đi coi cây là mát của mắt luôn ha, rất là đẹp. Ồ. Đầu xả khói, xả cái hơi ẩm xuống. Không biết bắt con camera lên đi chưa? Chắc bắt rồi, bắt con Banter đi rồi. Đây các bạn, đây là cái gian hàng mà mình cũng rất là ấn tượng khi mới bước vô luôn. Thì giờ mới quay lại bắt đầu chia sẻ. Đây giống như là một cái bức tranh mà sử dụng nhiều cái loại rêu khác nhau tạo thành một cái chúng ta cả hình dung nó giống như là một cái được chụp từ flycam vậy đó các bạn. Chụp từ trên xuống một cái khu rừng rậm ha, có những con đường lối đi rất là đẹp luôn. Thì những anh em mà các bạn thấy nãy giờ chúng ta đi phỏng vấn chơi, chúng ta thấy là những anh em mà bên kiển lá rất là ạt luôn, rất là nghệ thuật ha. Anh em nào cũng rất là chất luôn và rất là khéo tay. Có những cái sản phẩm liên quan tới kiển lá, anh em có thể vẽ lên những cái nón nhìn nó xịn sò quá, đẹp quá. Em có thể giới thiệu giùm anh cái tác phẩm này không? Dạ, cái này là đây em gắn vô đây, em chia sẻ cho mọi người nghe rõ, gắn lên cái dạ, dạ dạ dạ. Em tên dạ, gì? Cảm ơn. Dạ em tên là Tâm mà. Okay. Em bên Rau Gia Đình. Okay. Thì cái này là sản phẩm bên tụi em, rêu của tụi em là cái này là rêu còn sống nhưng mà tụi em đã sấy khô làm tiêu bản. À. Thì cái này là tụi em đã nhờ phun màu rồi. Ừ. Thì cái thời hạn sử dụng nó sẽ từ 6 tháng đến 1 năm. Nó sẽ bị xuống màu thôi. Thì chúng ta không cần phải tưới, chỉ là phun sương để tạo hiệu ứng cho nó thôi. À. Dạ. Thì coi như cái này là tiêu bản hết rồi. Dạ đúng anh. Ồ. Dạ cái này là tiêu bản, tụi em đã sấy khô rồi. Ừ. Dạ thì nếu mà trong 6 tháng 1 năm nó bị xuống màu thì bên em sẽ bảo hành cho mình là sẽ phun lại màu cho mình nữa. À có nghĩa là sẽ tiếp tục dạ, đẹp rồi. Lại. Dạ đúng rồi. Thì cái này sẽ phù hợp là trang trí bàn làm việc với lại treo tường. Ồ đẹp dạ. Quá. Cái bộ môn này gọi là môn gì em? Dạ cái này gọi là tiêu bản về rêu thôi anh. Tiêu bản dạ, về rêu. Dạ. Quá hay luôn. Dạ. Đẹp quá ha. Anh có thể đụng vô dạ, nhẹ dạ, dạ. Cái này gọi là tiêu bản của rêu ha. Hồi đó giờ mình chỉ nghe những cái tiêu bản về động vật thôi. Lần đầu tiên dạ. Mình thấy là cái tiêu bản về thực vật ha. Như một cái tác phẩm này thì có giá bán không em? Dạ hiện tại thì bên em chưa có giá bán cái này. Nhưng à. Mà dạ hiện tại đang là trưng bày cho mọi người chụp hình và tham quan. Đẹp dạ. Quá. Nhờ có những cái event như vậy mà mình mới thấy, lần đầu tiên mới thấy những cái những cái gì đó, những cái bộ môn mới lạ ha. Tác phẩm này rất là đặc biệt, đẹp. Tất cả những cái này đều là, nói chung cái phong cách bên em là sử dụng những cái rêu tiêu bản hết hả? Dạ đúng rồi, dạ. Bên đây là của tụi em là, bên đây sẽ là rêu, còn bên đó sẽ là cây của Arau gia đình tụi em. À luôn. Đây cũng chung dạ, vừa luôn, quá dạ. Hay luôn. Còn những cái nón này vẽ này là cũng là những anh em trong team đồ là vẽ hết. Dạ đúng rồi, dạ. Những cái nón này này bên Arau Shop là chuyên về mũ bảo hiểm sẽ cung cấp bên tụi em, và tụi em có một anh thợ vẽ tay riêng cho những cái nón này quá cho đẹp. Cái lễ hội ngày hôm nay ạ. À. Xuất sắc quá. Dạ. À, mọi người đi tham quan mua sắm cũng rất là nhiều ha. Nãy mình thấy là anh em đi mua xong rồi đóng hàng đem về rất là nhiều. Đây bạn này cũng đang đóng hàng đây. Bức tường ha, có giữa lũa với lá cây lá, rồi có xương khói mờ nhân ảnh nữa. Cái ghế cũng rất là dễ thương, này ngồi chiều chắc dính luôn, lúng luôn. Này là tuyệt vời. Ok các bạn, rồi sáng giờ nãy giờ chúng ta đi một vòng tham quan cái show
kiển lá ha, một cái event mê lá được tổ chức ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, rất là đông đúc, rất là mát con mắt luôn, rất là vui. Và nãy giờ chúng ta đi tham quan các gian hàng, mỗi gian hàng có một cái đặc trưng riêng, có cái dòng sản phẩm riêng. Mình cũng ấn tượng với cái gian hàng Phong Linh hả nãy, rất là hay. Xong cái game này mình cái clip này mình sẽ quay lại đó để mình hỏi thăm, treo trong chuồng chim cho nó rung linh rồi coi mùa này tụi nó đẻ nái rồi có ra được siêu phẩm nào mới hay không. Ok các bạn, hy vọng là nãy giờ chúng ta đi tham quan là các bạn cũng có được những hình ảnh nó mát mắt ha, giúp cho ngày chủ nhật nó thêm tươi mới. Chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha. Bye bye.